hôm nay mình sẽ hướng dẫn một vài cái lưu ý khi mà lắp cái bơm tăng áp mini này. Hiện tại thì cái bể nước nhà mình nó hơi thấp, đâm ra là cái lực nước mà xuống cái mòi sen này thì nó hơi yếu, đâm ra là tắm rất là khó chịu. Thì hôm nay mình có mua một cái máy bơm tăng áp mini để tăng áp cho cái nước này. Thì nói qua về cái thông số của cái máy bơm. Cái máy bơm này nó chạy điện 220V này. Công suất của nó là 90W. Vòng tua là 2860 vòng trên 1 phút. Và cái lưu lượng nước là 10 lít trên 1 phút. Thì để lắp cái bơm tăng áp này thì có một số cái lưu ý. Cái thứ nhất là cái chiều của nước các bạn phải chú ý theo cái hướng mũi tên mà trên cái máy bơm này nó ký hiệu này, tức là đây là đường nước vào, đây là nước ra. Đường nước vào thì nó có thêm một cái co này để nó thu về cái ống. Mình có thể lắp cái ống cấp nước vào đây. Đây là đường nước vào. Còn đường nước ra thì nó có thêm một cái van điện từ nữa, để khi mà mình mở nước sử dụng thì nó tự động nó sẽ bật cái máy bơm này lên. Ở trong này nó có một cái dơ le tiếp điểm, khi mà có dòng nước đi qua đây thì nó sẽ đóng cái dơ le và kích hoạt cái máy bơm này nó hoạt động. Để lắp một cái máy bơm này đúng cách thì các bạn lưu ý là khi mà mình lắp thì cái bầu bơm này phải ở dùng dưới, ở phía dưới, và cái motor này nó phải là chồng lên trên như thế này. Vì sao lại phải lắp như thế? Tại vì các bạn lưu ý là đây là cái máy bơm nó chạy điện 220V. Đó, khi ví dụ như mình lắp ngược như thế này thì khi nước đi qua thì lâu ngày nó sẽ rỉ và đi vào trong motor. Một là nó rất nguy hiểm, tại vì đây là nó chạy điện 220V, có thể giật chết người. Hai là nó sẽ làm hỏng motor. Tất nhiên là trong cái bầu bơm này người ta cũng đã thiết kế các cái gioăng cao su để ngăn nước chảy vào rồi, nhưng mà tuy nhiên thì là trong quá trình sử dụng thì nó sẽ mòn và nước sẽ rỉ vào dần. Thì các bạn tốt nhất là các bạn lắp theo chiều như này, chiều chốc nó xuống như này, bầu bơm nó dốc xuống dưới và motor nó trên, thì nước lúc đấy không bao giờ lên được motor, nó vừa an toàn và nó vừa bền cho thiết bị hơn. Nếu mà để ngang như này thì nó cũng có khả năng nước sẽ chảy vào. Đó là một cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba ấy, đó là cái bơm điện tử này, cái van điện tử này. Van điện tử này thì các bạn bắt buộc phải lắp, nó phải dựng đứng lên như này, chứ các bạn đừng xoay ngang hoặc là chốc xuống như này. Khi mà dòng nước nó đi qua thì nó sẽ, nếu mà chốc xuống này nước đi qua nó sẽ chảy vào cái phần tiếp điểm này, hoặc nó sẽ đóng nó lại, nó sẽ gây chập, có thể dẫn đến nhiễm điện vào cái nước khi mà mình tắm, rất nguy hiểm, và cái độ bền của nó cũng sẽ không cao nữa. Thì các bạn khi mà lắp van điện tử thì phải lắp dựng đứng như này, cho cái phần nhựa ở trong này có các cái dơ le nó chồng lên trên thì nước sẽ không bị vào cái dơ le. Đấy là các cái lưu ý, nó rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn chú ý, nó ảnh hưởng đến cái sự an toàn của khi mà mình lắp bơm mà mình sử dụng nó. Hai là liên quan đến cái độ bền. Thì cái bơm này nó có 3 chế độ. Cái công tắc này nó có 3 chế độ. Cái chế độ bên này là cái mình bật manual ấy, tức là mình bật bằng tay. Cái ở giữa nó sẽ là chế độ tự động, thì nó, cái van điện tử này nó sẽ điều khiển, và cái ngoài cùng là cái tắt, cho mình sử dụng nó mình tắt nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp để cho tăng áp cho cái vòi sen nhà mình. Thì dự kiến của mình là lắp là cái đầu nước vào nó sẽ đi vào đây, đi vào qua máy bơm, và đầu nước ra thì nó sẽ đi vào cái bình nóng lạnh.
đổ ra đi rồi để tăng áp đẩy vào bình nóng lạnh. Các bạn lưu ý là lắp cái đường nước vào nước lạnh nhé, không phải lắp đường nước nóng của bình nóng lạnh đâu. Rồi bây giờ mình sẽ thi công nó nhé.